Này gần gần năm mấy nay chứ không hết đâu, mới thấy đông vậy á. Dạ trước dịch tới giờ. Hôm dịch bắt đầu nó đóng cửa giờ đấy. Dạ nay đông ghê, y như cũ luôn á. Nè chợ đầu mối Tam Hiệp, Tâm Hà, Tâm Hòa, dạ. Này chợ đầu mối Tâm Hòa nay ông bà cô chú thấy đông ghê không? Cực kỳ đông. Đông quá trời. Kẻ ra nói, nói chung là kẻ ra người vô, heo gà thành đồ. Phải nói là quá trời đông. Năm mấy này á, trời ơi, xưa xuống mà nó rào hai bên chạy vô đây nó trống lỏng không dám vô luôn, sợ ma muốn chết. Dạ hồi đó rào á, em chạy vô đây nè, trời em chạy vô được, em thấy trời nó dán, em sợ ma, em hết hồn luôn. Trời ơi, không có ai luôn á, có mình em à. Ghê. Dạ nó không có đèn không gì. Công nhận mình thấy cái chợ nào mà nó đông lại mình mừng. Chứ đông vậy bà con người ta đi chợ rồi nó đông thì mình mừng. Đây là các tiểu thương. Thương ở chợ. Đây là chị bán cà phê. Đâu. Nay cảm thấy chợ nó đông lại ở đây, chị bán cà phê chị bán được. Đây bãi giữ xe đông ngạt lại. Khu này là ở cái chợ này thì dịch cũng rất là nhiều ông bà cô chú anh chị. Chợ này là bùng phát là nó mạnh luôn á. Hồi đó cái chợ này là bùng phát là ghê luôn hả chị ha? Chợ này ít phải không? Chợ này đâu, chợ này được mất cho mấy xe. Dạ. Thành phố, chợ của thành phố này. Không, trên em thì nhiều rồi, dạ. Yeah. Mà nói về Đồng Nai là cái chợ này là nhất phải không? Chợ Tân Biên là to hơn. À, Tân Biên là nhiều hơn ha. Đây mình sẽ review dưới đây cho ông bà cô chú mình xem cái chợ Tâm Hòa nha. Nay nó rất là đông lại nha. Đây thì các bãi giữ xe, các tiểu thương đi chợ đi vô đây. Thì tiểu thương đi chợ đi vô ra vô chợ. Đây là giữ xe.